Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Bèo. Ai dạ, vừa vào cái rồi thấy thanh niên Huyên đi. Ui, cái kính đâu ấy? Cái kính đâu cho anh cái kính này? Wow, xịn đấy. Đây được gọi là cái kính Thanos. Kính này bởi vẽ quá, bởi vẽ cái skin xong mày đội cái mũ vào cái thứ bình thường cái gì em biết thừa. Ôi trời ơi. Wow, cái mặt vẽ skin như thế ơi, tưởng gì chứ. Làm sao mà qua mặt được anh đúng không? Ôi. Ok các bạn ơi, ở tập trước thì mình nhớ là không phải tập trước là mà ta kịp tập cái này tập khoảng 2-3 tập trước á thì mình cả Henry có làm cái hàng rào siêu cấp VIP Pro ấy. Có nhiều bạn vẫn bảo là cái hàng rào của anh chưa VIP đâu. Dã nhân vẫn có thể vào được. Hay là cái mình cũng không hiểu là không hiểu vào cửa gì nữa. Ok anh em thích VIP đúng không? Hôm nay tôi sẽ nâng cấp cái hàng rào lên VIP hơn nữa. Ê, Huy thử đoán xem anh sẽ nâng cấp hàng rào cửa gì nào? VIP nào không? Biết VIP nào không? Hả? Không biết. Anh sẽ đổ lava quanh nhà luôn. Wow. Cái gì? Bây giờ nha em, bây giờ đào thì sẽ đào một cái đường cái dãy khoảng. Ôi gì? Biết rồi, làm gì? Hả? Làm gì? Cái gì? Làm gì? Hả? Đâu có làm gì đâu. Đây đã là chúng ta sẽ phải đào một cái đường từ khoảng 2 block sẽ đổ lava bật hạn nó. Không gì có thể xâm phạm được làm Mèo Béo nữa. Một cái hào nước mà bình thường là ngày xưa là có hào nước bây giờ là hào lava bạn ạ. Ôi chết tụt. Em vừa lỡ tay đập con chim rồi. Thế sao đi chim sẻ nhá. Con chim này phiền lắm anh, để em giết cho dùm cho. Thôi kệ đấy, kệ nó, đừng giết nó. Ok bạn ơi, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên cho đăng ký ủng hộ Mèo Béo bạn nhá. Ok thì đầu tiên là ơi có máu em ơi, có máu không? Ê hết máu rồi. Không. Đánh đi cho tao hồi sinh cái, đánh đi, đấm đi. Mày cầm cái gì mạnh mẽ lên, đừng cầm đi sao mày à? Em có cái bốn à? Cái bốn khác quay đâu? Trời ơi, nè. Bây giờ nhá, anh cho bầy titan này, đồng cái thứ này để chế đồ này, vào đây. Đâu? Xuống đây, xuống đây, sau lưng. Trời ơi, này. Bây giờ anh cho bầy cái... ở đây, cho bầy cái này luôn này. Cho mày cái khoan luôn, xịn không? VIP! Wow, VIP, VIP, bầy titan này, đó, đồng này, đó, ok chưa? Okay. Bầy cầm sắt, cầm que sắt này mà chế cái xô này. Bây giờ đi múc lava đi em, xuống dưới múc lava đi. Đó, bây giờ anh sẽ ở trên đào, hiểu không? Bây giờ nhiệm vụ của Vi là đi múc lava, nhưng trước tiên đi ngủ đi em ơi. Chuẩn bị ngủ đã, đừng xuống vội. Sắp đến giờ ngủ rồi. Trời em sẽ ngủ giường anh ngủ giường người ta đi. Rồi ngủ đi. Làm thứ gì giường ba. Trời ơi. Đã mấy giờ mà ngủ đi, hỏi chân. Mới có 4 giờ ngủ gì? Hả? Đúng rồi. Ủa vậy hả? Ngủ hồn tưởng chưa tới giờ chứ em tưởng ngủ rồi chứ. Rồi. Thì bây giờ em phải dựng lại cái xung quanh bạn ơi. Mình phải dựng lại một chút. Đó, anh ấy đợi tí rồi phải thiết kế lại bạn ạ. Đây mình sẽ đổ lava bên này này. Đó. Mình có xô lava rồi nha. Ghê vậy, nhanh vậy, mình lava kiếm đâu nhanh thế? Ủa chấm. Ủa? Không, em nói em có xô titan lộn. Chấm rồi, xô titan này anh cũng có, không anh dùng để đổ nước ấy. Ghê không? Anh xài xô titan để đổ nước luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi. Đi VIP Pro. Dân chơi không sợ mưa rơi cách dân chơi đi về. Đúng nghe hợp lý ấy. Được. Rồi bây giờ mình sẽ đào mấy cái này ra các bạn. Ai mày bé không bao giờ trồng bông hết các bạn, không hiểu tại sao ấy. Thì trồng bộ hộ đê, trồng hộ đê. Tôi phải trồng hộ anh béo. Mình có tóc bụng không các bạn? Nó thấy mình tóc bụng cơ mình, Huy Henry tóc bụng cho mình biết nhé. Cảm ơn. Vậy không anh? Anh nói không gì, em của gạn rất là tóc bụng. Anh đang đổ lava bên đó ấy. Đợi tí, anh đang đào một cái hào lava xung quanh nhà bên này đấy. Xong mình sẽ làm một cái cầu, à đấy. Tập sau mình sẽ làm một cái cầu tự động, cầu có thể đóng mở á biết không? Cầu bờ dựng lên dựng xuống á, đấy. Để đi ra khỏi cái đường lava. Ui, gọi là VIP Pro luôn em ạ. Bảo vệ tận răng luôn. Không gì có thể phá hoại được làm việc Mèo bạn ơi. Làm Mèo Béo tiếp bố, Mèo Béo bất tử. Ok. Bé bức tử như mọi người. Rồi mình sẽ dựng lại cái này bạn ạ. Đó, đợi chiếu. Đấy. Trời ơi, trời tối rồi, ngủ đi anh ơi. Ờ, nhà đúng, ngủ. Đi ngủ các bạn ơi, trời đã tối rồi. Hey, đợi tí, đợi tí, đợi tí. Dừng rồi, ở đây. Chịu, ngủ đây. Bây giờ nhiệm vụ xuống địa ngục múc lava đi em nhá. Bút cành nhiều lava còn tốt nhá. Đây, anh cho bự xô anh này, 2 xô luôn này, rồi. Đâu? Này còn dư một xô ấy, cầm luôn đi em. Đó. Rồi. VIP Pro luôn đấy. Nhấp cái ba lô. Ok. Bây giờ mình đi nha mọi người. Nhấp cái ba lô. Ok, bây giờ mình sẽ dựng cái rào lên bạn ạ. Chặn này đi. Để phòng lava tràn vào nhà. Nửa bốc không biết là lava có tràn vào đúng không nhỉ? Không. Ok, thế cũng được, thế không cần phải bị hàng rào đâu. Đó, hợp lý bạn ơi.
Rồi, cố lên Huy ơi, tìm Lava đi, anh tin tưởng em đấy. Tìm Lava đi. Ok anh. Rồi, bây giờ mình sẽ đào một cái hào, ok, đào cái ổn đấy nhở. Cho một cũng khá là ok đấy, đó, mình sẽ đổ lava quanh đây bạn ạ. À, mình sẽ dựng cái này lên cao một chút. Mình nghĩ mình sẽ để nó cao hơn một chút bạn ạ, hiện tại vẫn hơi thấp. Không gì có thể xâm phạm được lãnh thổ của mèo Pèo. Ok. Đi đâu con chim này, đi đâu con chim sẻ này, đi ra chỗ khác. Đi anh, đi đó đi, con Không, chim không, sẻ thôi, tìm hả? chết làm gì. Anh ấy hết Em tháo nhớ chó rồi. mấy tập sau là anh sẽ bị giết giết con chim sẻ đó. À đúng, em có hợp lý Mà nhỉ. mấy tập sau là không thấy con chim sẻ là mọi người hiểu rồi đó, tại vì con chim sẻ nó phiền lắm Tại sao chúng ta không có thịt chim sẻ nhỉ? các bạn. Chim sẻ Chim quay đây, chim sẻ quay mật ong. Ui, không, nó thật chứ, cái món mà chim quay mật ong hay chim quay lá mọc mật đặc sản đấy bạn ạ. Ở đây bạn ăn món chim quay chưa? Ăn chưa? chưa, trời ơi chim Bởi quay mật xôi xôi chim quay là đặc sản đó, có món xôi chim quay á, bị ngon luôn, trời ơi, nhức nách wow luôn đó. vậy hả, em chưa ăn nên em không biết, để có gì khi nào em ăn người em kể cho anh nghe. Mất thời gian rồi mày kiếm gì? Anh ăn rồi nhưng mà biết đâu em mang vị khác sao. Thì chắc là Huy chắc là ăn xôi chim quay vị trân châu đường đen à? Ui sao anh có thể suy nghĩ được những thứ như thế quá điện. Bình coi em nào. Đấy, mình sẽ xuyên hàng rào siêu cấp với Boro. Không gì có thể ngăn cản được bèo bèo của bạn ạ. Võ gì hôm võ gì hôm Phải vậy luôn đó. ừ. Đấy, bạn ơi, xịn chưa, xịn chưa? Bạn nào thấy xịn thì đừng quên để lại một like bạn nhớ. Tập sau mình sẽ làm một cái cổng, bạn làm một cái cổng có thể đi ra khỏi cái chỗ này đó. Mình sẽ xây một cái đế chế. Mình sẽ Bèo xây được nhiều bèo. khu, đây chỉ là khu 1 thôi, mình sẽ xây khu 2, khu 3, hiểu không? Đó, những cái khu sẽ nối với nhau bằng những cái cổng. Và những cái khu ngăn cách bởi hàng rào và lava. Ui, mới nghe thôi như kiểu đế chế Titan ở dựng tường bao quanh bạn ạ. Để chế mẹ bèo. Mà ghi đọc hết cái Attack Titan chưa? Đọc hết chưa? Rồi. Titan gì? Cái chuyện Titan gì? Titan á, một cái chuyện Attack Titan, on Titan á, mà có Levi, em thứ Ồ. á, Eren á, chưa đọc à? Chưa. Ôi Trời dồi, ơi. Weebu chú mà chưa đọc, trời ơi, Weebu xem lại nhá. Weebu phá kè rồi, Weebu mà chưa đọc Attack Titan là hỏng rồi. Ôi, mình đâu phải Trời Vivo đâu các bạn. Trời ơi, anh đéo mình cứ nói ơi, mình Weebu Vivo. fake rồi bạn ơi. Đúng rồi, mình đâu phải Vivo nha các bạn. Chỉ có về bé Vivo, em về bé coi rồi. Em về bé Vivo, em về bé Vivo. Lâu ra coi, em đâu có chuyện nên có xem phim đâu. Em cũng đâu có coi đâu mà em Vivo rồi. Này. Ở bên này mình sẽ giữ Có anh bên. đá nè anh. Hả? Có là ba mới về mới lụm. Từ bình tĩnh, anh đang xây hệ thống phòng thủ. Ok, vậy Chặt đổ cái lava cây đâu bạn, đây? chặt cái cây đó, cái nhìn mất thẩm mỹ quá. Chặt, chặt, chặt. Từ bên thì mình cái hàng rào bên cạnh đó, bên trái tính từ cái chỗ trước mặt cái cửa. Ý có bên trái có cái hàng rào đây, có cái rãnh đây, mình đổ lava vào, đổ hai block lava nhá. Hai lóc luôn hả? Cao hai lóc luôn Hai hả? block lava chứ, không bơi được sao? Hai block thì chết chắc Ok. luôn, hiểu không? Ok. Đó, mình sẽ giải quyết được cây này bạn ạ. Huy đang đổ là già nha quý vị. Quý Cái này vị mình phải giờ hai block à? Huy. Quý vị xem Huy đổ là già Không, nha. không, đổ bên kia kìa, bên này chưa xong, phải múc lại đi. Trời ơi. Vậy hả? Ừ, À mình đấy đi qua đó. bên kia đổ nha mọi người. Ủa Bạn đợi lộn tế, lộn. mình cứ phải dựng hàng rào xong các bạn ạ. Mình chưa xong cái hàng rào đâu. Bạn chưa Chờ. đói, chết, hết đồ ăn. Hề. Ăn, 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 ăn. Anh Ok, bạn ơi. suốt ngày anh suốt Có làm ngày thì mới anh có ăn nữa. có làm thì mới có anh Nhưng không mà không ăn thì làm không làm được, đúng không? Nó không có gì ăn thì không làm được. Cái bụng phải no thì mới làm được chứ, đúng không? đúng rồi đúng rồi Bụng đói làm sao được. rồi Đấy bạn ơi, hợp lý rồi đấy. Chết chết chết. Rồi bạn ơi, có vẻ là ổn đấy bạn ơi. Rồi ấy, bởi vì qua bên này đổi, đúng rồi, đổi nhiều vào. Đổi là bao nhiêu em ơi. Ôi giời ơi, mới đổ được có hai cò hai lon mà nó đã. Em búc lại cái chỗ mà nó thừa ra, đổ lại tiếp. Uầy, không biết cái năng đấy à?
Biết nhưng mà hình như lava nó không cho thì phải. Đá bố. Quê. Để em thử. Được đó bạn ơi. Ok, mình đang làm đào nước cái rãnh cùng bạn ơi. Cái rãnh này là xong bạn ạ. Chúng ta có thêm một cái hệ thống phòng thủ mới đó là và bao quanh làng luôn. Còn các bạn cứ bảo là anh mèo béo xê này thì làm sao mà ra khỏi làng được, thì các bạn cứ từ từ các bạn nhá. Đấy, mình tính toán hết cả rồi anh em ạ. Mình cũng tính hết rồi. Sau khi mà làm xong cái hàng rào lava, mình sẽ tiếp tục mình làm đến cái đường đi ra ngoài bạn ạ. Làm cổng luôn nhá, cổng cổng xịn luôn, cổng điện luôn, có thể đóng mở các bạn làm công tắc luôn, nó VIP Pro luôn bạn ạ. Ở bên ngoài có thể không thể vào được, bên trong có thể mở ra các bạn ơi. Nó gọi là xịn xò con bò luôn nhá anh em nhá. Nhưng không phải lo về cái vấn đề đâu. Chứ bạn nào hơi có tay. Vậy hả? Vậy đó, chịu không chịu chịu nha. Ủa anh đâu rồi? À, bên này này, em bên chỗ mà em đổ nhầm á. Ok anh luôn. Em đang đổ đó nha, hạn chế qua chỗ này coi chừng té dập mặt đó. Ok bạn ơi, đại loại là mình cũng đã hoàn thành xong bạn ạ. Đấy, nhìn hợp lý phết nhở. Cái bục này kẹo đi, đấy mình sẽ đổ lava một cái rãnh quanh đây luôn bạn ơi. Đó, sau này mình sẽ làm cái cửa đây này, mình sẽ làm cái cửa ở chỗ này, mình sẽ đi ra ngoài bạn ạ, đi ra chỗ này này. Sẽ làm thêm những cái khu đất khác, đó. Sẽ kết nối những cái vùng đất xung quanh bạn ạ. Đây mới chỉ là căn cứ mình đánh dấu là số 1. Đấy, căn cứ số 1 thôi. Sau này chúng ta có căn cứ số 2, số 3, số 4, số 5 các thứ rồi. Chị sò rồi bạn ơi. Ok, rồi. Bây giờ thì Huyên vẫn đổ lava, mình sẽ đợi Huyên đổ xong nhá. Anh em chung một tuần nhanh video. Ui, đổ nhanh phết nhờ, xin phép được. Bắt đầu các bạn ơi. A few minutes later. Ok, bạn ơi, cái thằng đó mấy con sa nhân kia đứng trên kia không xuống kia theo ông đó. VIP Pro chưa đố mày làm xuống, mày xuống đây nào. Mày có giỏi mày xuống đây, mày xuống đây, mày đánh nhau này. Ê, có giỏi thì có đánh tao này, đánh mày xuống đây. Mày xuống đây xem nào, mày nhảy xuống đây này. Ôi lâu lâu nó không dám xuống luôn các bạn ạ. Ê. Ôi giời ơi, thành ra nhân nướng luôn bạn ơi. Ôi từ từ nha. Ấy, anh thấy bác là mấy con này nó còn ném lao xuống dưới không nhỉ? Ê. Ê. Này, mấy con này còn ném lao xuống không ta? Nào. Để em giúp nó. Ủa đúng rồi, chắc là không được các bạn ạ. Ôi nhìn chung là mấy con thấy không đấy. Béo béo làm quả hàng rào lava trông nhìn xịn xò không đấy. Làm sao mà nó có thể vào đây bạn ơi. Xịn chưa các bạn tham quan này đấy. Lava bao quanh nhà luôn. Sắp tới mình sẽ làm những cái hệ thống cổng, những cái hệ thống cửa an toàn mà nó hiệu quả. Dã nhân không vào được nhưng mà người bên trong có thể ra được các bạn ạ. Mình sẽ làm những cái khu bên cạnh này, đây có thể khu trồng cây này. Bên này mình sẽ khu chăn nuôi này. Bên này mình sẽ khu ở đây. Tóm lại mình sẽ làm rất là nhiều thứ bạn ạ. Anh em cùng đón chờ những video sau bạn ạ. Anh em thấy không? VIP Pro chưa? Đã đủ uy tín chưa? Ok bạn ơi, thì video chắc là xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹ béo làm dùng đất thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.